ngôi được dựng lên mới. Mọi sự cũng đã qua đi rồi, nay mọi sự được trở nên mới. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong năm qua, hoặc là những tuần vừa rồi, hoặc là ngày hôm qua, chúng ta cũng phải công bố rằng nó đã lìa xa khỏi chúng ta những sự buồn đau, mệt mỏi, sự tổn thương, hoặc là những bệnh tật, những sự khó khăn về trên đời sống chúng ta. Chúng ta hãy nhanh nhanh đến với Chúa biết, công bố rằng cắt đứt những điều đó, hủy phá những điều đó. Công bố rằng chúng ta ở trong Chúa được tự do. Amen. Thank you.
nghĩa là con gái của ngôi miếng xương danh Ngài ra. Hallelujah.